Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự tối nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 sẽ khai mạc vào ngày 14 tháng 4. Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kênh xả tiêu cống Võng Phang. Huyện Kim Động tập trung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Tiềm ẩn cháy nổ và ô nhiễm môi trường ở tổ dân phố Phan Bôi. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 29 tháng 3, Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 họp triển khai tổ chức lễ khai mạc và các môn thi đấu. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đồng chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 sẽ diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 4 tại sân vận động PVF huyện Văn Giang với quy mô trên 4.000 người tham dự. Điểm nhấn trong lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật có tựa đề Học sinh Hưng Yên vươn lên chinh phục đỉnh cao tri thức của ba chương. Hội khỏe tổ chức 7 môn thi đấu. Đến nay công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc cơ bản đã hoàn thành. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đồng tỉnh yêu cầu ban tổ chức rà soát công tác chuẩn bị của từng tiểu ban phục vụ hội khỏe, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tiểu ban, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và công tác khánh tiết cho lễ khai mạc. Đồng chí đề nghị huyện Văn Giang chuẩn bị địa điểm tổ chức lễ khai mạc, đồng thời lên phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự nhằm đảm bảo lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 diễn ra trang trọng, an toàn và tạo được dấu ấn. Ngày 29 tháng 3, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và đoàn công tác của thành phố Hưng Yên đã tổ chức đi thăm tặng quà động viên các chiến sĩ mới nhập ngũ quê thành phố Hưng Yên tại Lữ đoàn Pháo binh 164 Quân đoàn 12 đóng tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hưng Yên khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương rất tự hào khi có con em mình được nhập ngũ, học tập, công tác tại Lữ đoàn Pháo binh 164 Quân đoàn 12, đồng thời đặt trọn niềm tin vào sự giáo dục, rèn luyện của lữ đoàn đối với các đồng chí tân binh. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục noi gương các thế hệ cha anh đi trước, phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, truyền thống yêu nước, yêu quê hương, truyền thống của Lữ đoàn 164 Quân đoàn 12 anh hùng. Luôn vững vàng về tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ mà Đảng và quân đội giao phó, tích cực tu dưỡng, rèn luyện và học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ, chiến thuật, chuyên môn quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Có nhiều đồng chí phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, phục vụ lâu dài trong quân đội. Quý vị và các bạn, dự án xử lý khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở kênh xả tiêu cống Võng Phang trên đê tả sông Lược, huyện Phù Cừ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt. Hiện nay dự án đang được đẩy nhanh thi công và phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa bão. Quy mô của dự án gồm kè gia cố kênh xả tiêu cống Võng Phang chiều dài trên 300m, gia cố mái kè bằng đá lát khan không chiết mạch, gia cố đáy kênh, xử lý vớt nối cửa xả ra sông Lược, xây dựng đường bê tông hai bên bờ kênh có chiều dài trên 600m, tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày. Đến nay nhà thầu đã triển khai được các hạng mục như nạo vét, gia cố đáy, kè mái kênh bằng đá lát khan không chiết mạch trong hệ khung dầm, ép cơ bản cọc bê tông, khối lượng thực hiện đạt 21% theo hợp đồng. Để kịp thời phục vụ công tác phòng chống úng trong mùa mưa bão năm 2024, chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công phấn đấu đến ngày 30 tháng 4 năm 2024 nạo vét gia cố đáy kênh toàn bộ tuyến bằng đá lát khan không chiết mạch trong hệ khung dầm, kè gia cố mái kênh xả tiêu, phấn đấu đạt gần 50% giá trị hợp đồng. Thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, huyện Kim Động triển khai sắp xếp lại 4 xã thành 2 xã mới, gồm xã Thọ Vinh sắp nhập với xã Phú Thịnh thành xã Phú Thọ và xã Vũ Xá sắp nhập với xã Nhân La thành xã Tiên Hồng, trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Sắp nhập thì chúng tôi cũng đồng tình thôi, nhưng mà vấn đề mà giấy tờ của các cháu và giấy tờ của tất cả mọi người nó được
thuận lợi làm thủ tục làm sao nó nhanh gọn được. Sau khi dẫn nhập thì đội ngũ cán bộ công chức của địa phương là dôi dư cũng nhiều, thì đây cũng là một cái vấn đề mà đảng ủy thế rồi thì cấp trên cũng rất là quan tâm đấy, làm sao để bố trí cho phù hợp cũng như là để cho đảm bảo cái đời sống cho đội ngũ cán bộ công chức. Khi chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã được triển khai, điều người dân và chính quyền các xã trong diện sắp xếp băn khoăn nhất là việc thay đổi các loại giấy tờ và bố trí công chức, người hoạt động dôi dư sau sáp nhập, tên xã, trụ sở công an xã sau sáp nhập. Đảng ủy đã triển khai và tổ chức theo lịch là ngày 20 và ngày 21 sẽ tổ chức tiến hành lấy phiếu, phấn đấu là hoàn thành cái nhiệm vụ đề ra. Đến thời điểm này thì bà con dân cũng cơ bản là cũng ủng hộ từ trước. Đấy, và cũng đồng tình với cái kế hoạch chỉ đạo của trên. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường tuyên truyền để bà con nhân dân, thế rồi thì đội ngũ cán bộ công chức nắm được, biết được các cái kế hoạch chỉ đạo cũng như là cái tháo gỡ khó khăn cho bà con cũng như đội ngũ cán bộ theo như cái kế hoạch cũng như là cái đề án của huyện. Nhìn chung là bà con nhân dân đến thời điểm này cũng rất là đồng tình với những cái việc mà tổ chức sát nhập cái đơn vị hành chính giữa Nhân Nam xã. Các xã được sáp nhập ở huyện Kim Động đều là những đơn vị hành chính có vị trí địa lý liền kề, có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử hình thành, văn hóa, phong tục tập quán và có giai đoạn từng là một xã. Chúng tôi rất ủng hộ cao và nhất trí hoàn toàn trong cái chủ trương sáp nhập xã. Và trước chúng tôi cũng đã là xã, hai xã là riêng học trước cũ rồi, nay trở về thì người dân rất đồng tình và phấn khởi. Chúng tôi ngày xưa là xã Phú Nham, bây giờ sát nhập hai xã thì thôi thì chúng tôi cũng nhất trí. Bà con cũng rất phấn khởi là thôi sát nhập đơn vị hành chính vào để cho nó gọn đi, bộ máy nó đỡ công cành và cho nó giúp được cái mà hoạt động cũng như cái mà thì trong cái việc mà giao dịch các thứ là nó cũng tốt. Việc sáp nhập các xã là bước chuẩn bị cần thiết cho khu vực dự kiến hình thành đô thị loại 5, các đơn vị hành chính như Thọ Vinh, Phú Thịnh nói riêng và mục tiêu quy hoạch phát triển đô thị nói chung của huyện Kim Động. Phấn đấu đến năm 2030, Kim Động trở thành thị xã bao gồm 8 phường và 8 xã còn lại, tối thiểu đạt tiêu chí đô thị loại 5. Chiều ngày 29 tháng 3, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, cơ sở Khoái Châu tổ chức lễ công bố quyết định trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng đối sánh UPM cấp cơ sở giáo dục năm 2024. Nhà trường vinh dự được Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2 và Viện Đổi mới Sáng tạo UPM đánh giá ở mức 4 sao plus. Theo định hướng đổi mới sáng tạo và ứng dụng với 681 trên 1.000 điểm, trong đó 3 trên 8 lĩnh vực về định hướng chiến lược, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng đạt 5 sao. UPM là một hệ thống xếp hạng đối sánh với mức độ xuất sắc của chất lượng giáo dục, có hơn 116 cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo của 12 quốc gia Việt Nam, Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Hoa Kỳ tham gia. Với kết quả đạt được, có thể thấy nhà trường đã khẳng định được chất lượng đào tạo cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực, trình độ và đó đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thưa quý vị, hiểm họa cháy nổ luôn rình rập nhiều khu vực. Nước ô nhiễm từ sản xuất làng nghề thải vô tội vạ, nước thải từ các nhà máy nhiều khi tràn cả vào khu dân cư. Đó là thực trạng hiện nay ở tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hảo. Đã nhiều ngày nay, ngày nào cũng vậy, Bảo Anh ở tổ dân phố Phan Bôi thường xuyên phải ra đường khơi thông cống nước. Nếu không, nước sẽ ngập hết đường, mà nguồn nước này chủ yếu từ việc rửa, tái chế phế liệu của các gia đình lân cận. Nước đây là nước xây can. Một ngày, những nhà người ta xây đêm, xây ngày, người ta cứ thuê xây bao nhiêu tấn một ngày. Thì là bây giờ là nó chảy ra cái nước nó cứ đặc xìn xịt ý. Đủ những các cái chất gọi là dầu hóa chất, xong rồi lại dầu gội đầu, dầu rửa bát, gọi là vân vân, không còn thiếu một cái thứ gì. Kênh Trần thì gọi mà mưa thì là chảy vào. Đây là tôi ốm mà suốt từ mùng 1 đến giờ nhá, thuốc không khỏi. Trên địa bàn phường thì gia tăng cái tình trạng người mắc các bệnh ung thư và mắc các bệnh về đường hô hấp. Theo số liệu của chúng tôi cập nhật thì từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn phường chúng tôi là phát hiện được 136 ca mắc bệnh ung thư. Riêng tại tổ dân phố Phan Bôi là tổng hợp làm 28 ca bệnh ung thư. Riêng năm 2023, thống kê trên địa bàn phường
là tổng số người mắc bệnh ung thư là 22 ca. Số người mắc các bệnh về đường hô hấp là 1.560 ca. Nước thải của tái chế nhựa nhiều khi không thoát được ra ngoài, gây ứ đọng trong khu dân cư. Đó là chưa kể, đôi khi nước thải của các doanh nghiệp ở kênh Trần Thành Ngọ tràn cả ra đường. Ngày mưa thì nhớp nháp, ngày nắng thì bụi bẩn, tiếng ồn. Hiện nay, tổ dân phố Văn Bôi có 119 trên 595 hộ gia đình tham gia thu mua, phân loại, sơ chế, tái chế phế liệu nhựa. Lượng chất thải phát sinh lớn nhất là nước thải và chất thải rắn. Nguồn gốc phế liệu sản xuất được các hộ thu mua tại các tỉnh trên cả nước với khối lượng khoảng từ 80 đến 100 tấn một ngày. Ước tính một ngày phát sinh khoảng từ 8 đến 10 tấn phế thải công nghiệp lẫn rác thải sinh hoạt. Do sản xuất chủ yếu trong khu dân cư, vì vậy hiểm họa cháy nổ luôn rình rập. Tháng 12 năm 2020 xảy ra cháy tại một xưởng chứa phế liệu. Mới đây nhất, ngày 10 tháng 3 vừa qua, xảy ra cháy tại một xưởng sản xuất tái chế nhựa, gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng đến các nhà xung quanh. Bên này thì đa số là làm nhựa, bên này toàn xưởng làm nhựa bên này. Cũng sợ chứ, xe cứu hỏa cứu là không vào, không biết được là nguy hiểm lắm, cháy nổ nó nguy hiểm, ra mà nó nguy hiểm lắm. Xe đường đằng này không đi được, cứu hỏa là không đi được. Ngay sau vụ cháy vừa qua, Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, trong đó có tổ dân phố Phan Bôi. Đoàn cũng kiến nghị đề xuất đối với những cơ sở nó không đảm bảo là sẽ tạm dừng đình chỉ hoạt động và hoàn thiện các thủ tục về đất đai cũng như môi trường. Đối với những cơ sở mà cố tình hoạt động không đủ điều kiện thì thứ nhất là biện pháp về đất đai thì có thể là thực hiện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những thửa đất mà sử dụng không đúng mục đích. Ví dụ như trong làng nghề mục đích sử dụng là đất ở nhưng mà là đại hóa sang các cái khu nhà xưởng như đấy là không đúng mục đích sử dụng đất. Đấy, rồi là về công tác bên điện lực cũng là kiến nghị là sẽ dừng cấp điện đối với những cơ sở không đảm bảo đấy. Một tổ dân phố với nhiều ngôi nhà khang trang có đời sống cao nhưng rất đang bất an về cháy nổ, ô nhiễm môi trường do sản xuất, tái chế nhựa cũng như từ nước thải công nghiệp. Vào khoảng 12 giờ trưa nay, ngày 30 tháng 3, tại nhà xưởng của anh Nguyễn Đình Bình ở cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai 1, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã xảy ra hỏa hoạn, diện tích cháy khoảng 200 m². Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đã điều động xe chữa cháy chuyên dụng cùng lực lượng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường làm nhiệm vụ. Công an huyện Văn Lâm, Công an thị trấn Như Quỳnh cũng có mặt để phối hợp. Lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành các biện pháp chữa cháy, phòng chống cháy lan và cứu tài sản. Đến 12 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê sơ bộ ban đầu, đám cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn. Thông báo tin buồn. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Hiến Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Hoàng Thế Tấn, sinh năm 1942, quê quán xã Nghĩa Tân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nơi ở hiện nay, số nhà 63, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên, đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3, Huân chương Lao động hạng 2, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cùng nhiều bằng khen và giải thưởng văn học nghệ thuật. Sau một thời gian lầm bệnh nặng, mặc dù đã được các y bác sĩ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh, của ngành, cơ quan và gia đình cùng bà con xóm phố hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 năm 2024, tức ngày 20 tháng 2 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 83 tuổi. Lễ viếng được tổ chức từ 9 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2024. Lễ truy điệu và điêu tang vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2024, an táng tại nghĩa trang thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Tân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Thay mặt ban tổ chức tang lễ và gia đình trân trọng thông báo.
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.